Chào các bạn, hôm nay mình sẽ công bố kết quả của game 30, game tạm lạc đội hình đội tuyển Brazil 2022 và các cầu thủ khác có cùng quốc tịch Brazil. Rồi, và kết quả tỷ số miền Bắc ngày 19 tháng 6 có hai số cuối của giải đặc biệt, đó là số 49. Xin chúc mừng bạn nào comment số 49 và nhanh nhất sẽ là bạn trúng thưởng cái ạc Brazil này. Và chúng ta cùng nhau vào video và kéo số phần bình luận để tìm bạn thắng giải may mắn trúng thưởng của chúng ta nhé. Ở đây có rất là nhiều bình luận nên là các bạn muốn tìm sẽ phải vào ở trên máy tính mới có thể hiển thị hết bình luận các bạn nhé. Ở đây mình đã tìm ở trên máy tính rồi, mình tìm ra một bạn có tài khoản Chopper Aya Ra Cơ, một tài khoản nghe hơi kỳ các bạn ạ. Rồi ok, thì bạn hãy comment là chúc anh luôn khỏe mạnh, vui vẻ bên gia đình và số may mắn 49. Đó, thì bạn này là bạn comment số 49 và nhanh nhất. Thì bây giờ mình sẽ gửi lời chúc mừng đến cho bạn ấy. Rồi, như vậy là mình đã gửi lời chúc mừng xong. Và bạn khán giả may mắn trúng thưởng đã liên hệ lại với mình. Bạn ấy có Facebook là Nguyễn Mạnh Khương. Thì các bạn có thể thấy hiện tại đang có hai bạn Nguyễn Mạnh Khương và Mạnh Khương Nguyễn liên hệ với mình để nhận thưởng. Thì trong hai bạn chắc chắn sẽ có một bạn thật và một bạn giả. Thì mình cũng chỉ muốn nhắn với bạn giả như thế này thôi, các bạn không cần phải làm như thế đâu, rất là mất thời gian. Vừa mất thời gian lập Facebook, đổi tên để liên hệ với mình. Nhưng mà mình có rất là nhiều cách để xác minh các bạn có phải là người trúng thưởng hay không, nên các bạn không cần phải làm thế đâu nhá. Đó. Và qua xác minh thì bạn có tài khoản Mạnh Khương Nguyễn, bạn này là bạn khán giả may mắn trúng thưởng thật của chúng ta. Đó, xác minh ok rồi. Thì bây giờ mình sẽ kết nối với bạn ấy để trao thưởng các bạn nhá. Alo. Alo, chào em nhá. Ở đây hơi tối nhỉ, có thể quay rõ mặt được không em? Giờ đấy. Dạ đây. Ừ, cái nhìn đẹp trai lồng lộng thế này cơ mà. Rồi, chúc mừng em là khán giả may mắn trúng thưởng ở game 30 này nhá. Phần thưởng của em là đội tuyển Brazil 2022. Thì bây giờ anh sẽ gửi code để em nhập vào nhá. Ok. Ok em. Thì em tên là gì và đến từ đâu em nhỉ? Dạ em Nguyễn Mạnh Khương đến Phú Yên rồi. Em là Nguyễn Mạnh Khương đến từ Phú Yên đúng không? Dạ. Ok, thì bạn khán giả đến từ Phú Yên của chúng ta là bạn khán giả may mắn tiếp theo. Thì đây là ảo của bạn ấy các bạn nhá. Đây là ảo đội tuyển Brazil mà mình mới build. Mình sẽ lấy code cho bạn ấy đây. Rồi em ghi code vào này. Dạ ok. Ok em. XVKRBLG. Dạ đợi em vô game một chút. Ừ, em cứ vào đi nhá. 05 nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ 15 tuổi rồi. 15 tuổi à? Thế là đang học lớp 9 hả? Dạ đúng rồi. Ok em. Anh ghi lên Messenger được không ạ? Ok em, để anh gửi chắc. Bạn là Nguyễn Mạnh Khương giả mạo, bạn ấy vẫn đang còn nhắn tin kìa các bạn. Từ nãy giờ trục trặc hơi lâu một chút là do có một bạn khán giả cũng tên là Nguyễn Mạnh Khương, bạn ấy giả mạo em là bạn khán giả may mắn trúng thưởng là muốn nhận thưởng đấy em. Đấy, nhưng mà anh xác minh thì không phải. Đó, nên là anh cần phải xác minh thật là cẩn thận, phải chuẩn người nên là anh mới trao thưởng được. Đó. Đây anh gửi code rồi đấy em. Dạ, để em xem. Ok em. Các bạn khán giả vẫn đang nhắn tin khá là nhiều. Em thấy code rồi. Ok em vào được ạ chưa? Vào được chưa em? Dạ vào rồi. Ok đây rồi. Mình thấy bạn ấy có máy là Samsung. Bây giờ em vào em đá ạc ra khỏi máy anh nhé. Em đá ạc anh rồi. Đá ạc rồi đúng không? Rồi, ok để anh xem. Được rồi. Thì hiện giờ máy mình đã reset rồi. Và mình vào create new profile. Đó được rồi các bạn ạ. Rồi. Thì chúc mừng em là khán giả may mắn trúng thưởng ở cái lần này nhá. Nhá, có nghe rõ không em? Yeah. Ok, do mạng hơi lag các bạn ạ. Rồi thì chúc mừng em và mong em luôn luôn may mắn như vậy trong cuộc sống nhá. Yeah. Em vẫn luôn cái đóng 49 giờ mà chúng anh ơi. Thế à? Em tham gia rất là nhiều game của anh rồi đúng không? Yeah. Hôm nay quá hơn.
Chúc mừng em nhé. Bạn ấy comment số 49 rất là nhiều game. Và lần này thì may mắn đã mỉm cười với bạn ấy. Rồi vậy nhá. Chúc mừng em nhá. Bye bye. Ok, bye bye em. Và như vậy là phần quà đã đến với bạn khán giả may mắn trúng thưởng. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên ủng hộ mình bấm đăng ký kênh, tham gia group mình đã để ở dưới phần mô tả của video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.